ngã ba luôn đấy. Hello, xin chào quý vị các bạn nhé. Đây là siêu phẩm Porsche Taycan Turbo màu đen đầu tiên tại Việt Nam luôn, vừa được bàn giao tay khách hàng tại Hà Nội các bạn nhé. Porsche Taycan Turbo 680 PS và 850 Nm, 0 đến 100 trong 3,2 giây và 260 km/h là tốc độ tối đa của xe các bạn nhé. Đó, quá đẹp, quá sexy luôn. Cụm đèn hậu này, đây là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện của Porsche tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đó, bộ mâm này là bộ mâm của phiên bản Turbo S, còn đây là chiếc Taycan Turbo các bạn nhé, mâm hai màu rất đẹp luôn. Và chiếc này thì được trang bị hệ thống phanh gốm ceramic carbon cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Quá là xuất sắc luôn, bộ phanh này thì phải nói là rất đắt tại thị trường Việt Nam và mâm là mâm 5 chấu. Đó, chiếc Taycan Turbo 5 chỗ ngồi và có 4 cửa các bạn nhé, phần đầu xe thiết kế cực kỳ đỉnh luôn. Wow, xuất con nhà bản sắc luôn các bạn ạ. Cực kỳ đẹp luôn đấy. Đèn pha thì là đèn pha đặc trưng của Porsche. Và chiếc này thì có ngoại thất màu sơn đen bóng cực kỳ xuất sắc luôn. Còn bây giờ thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem chiếc này nó tăng tốc thì nó sẽ khỏe như nào các bạn nhé. Đó, thử bảo nhờ chủ nhân đạp một cái xem thế nào. Đây, chúng ta sẽ xem thử tăng tốc các bạn nhé. Porsche Taycan Turbo S này. Wow, quá dã man luôn các bạn ạ. Đi êm hết đi. Đi ok mà. Đấy là để sport thì nó còn hơi tại vì nó không có không đổ trễ. Ờ, nên nó đi nhanh ngã man luôn á. Đấy là vừa đạp một đoạn, hôm nay nó đạp lên được khoảng tầm 200. Sốc phết đấy. Chỉ biết là từ 100 đến 200 rất nhanh, nhưng đấy, mà từ 200 đến 260 thì chậm hơn. Thì nó lại không bằng bọn xe điện này nó được cái gia tốc đầu. Cực nhanh, không hề có lag gì luôn. Thế nên khi mà đầu lắc mấy thằng siêu xe ấy, thường ăn được đầu nhưng mà chạy dài là sẽ bị nó dí theo. Cứ sau 200 là bắt đầu chết dần. Mà thấy lắc kinh rồi. Rồi. Chứ nó mồ thì lái. Để hôm nào tớ dành sang Vinhome thử, test thử mấy đường dây dài á. Con Tesla kia thì chắc là cũng ấy đúng không? Sao? Đạp nó lên được như con này không? Con này hơn. Con Tesla kia là bản hồi xưa mà bản con này là bản long range. Nên là đạp nó không nhạy đâu. Cũng được, nhưng mà không kinh bằng con này.